Xin chào toàn thể anh em, hôm nay mình xin giới thiệu đến anh em một đôi loa Victor GS606 anh em nhé. Con này sử dụng một cấu hình như sau: một bát 25, màng giấy gân mút, một con chung giấy và một con tép giấy anh em nhé. Mình đang kết hợp với nó là một con âm ni đờ lông 390 45 mã, hàng ship về từ Nhật, đẹp xuất sắc, khiển zin. Và mình đang chơi nó, trên nó là một con đầu giải mã kim CD PL BDR D7 anh em nhé. Mình xin báo giá cho anh em để anh em tham khảo đôi loa PL, đôi loa Victor GS606 đẹp xuất sắc. Mình đang bán 5.8 triệu anh em nhé. Một con âm ni đờ lông 5.2 triệu và một con giải mã 5.2 triệu. Đôi loa này của mình về trong tình trạng cực kỳ là đẹp anh em ạ. Tất cả các gông kiềng của nó sáng trắng luôn. Và đây là e căng của nó nhé anh em nhé. E căng còn nguyên zin. Tem mác logo là anh em này, Victor. Zin cả từng chiếc e căng này trở đi. Mà đôi loa có mấy triệu thôi anh em ạ. Tiếng nó hay lắm. Cái dòng Victor này là nó hãng nội địa của Nhật anh em nhé. Victor là một thương hiệu, nó không được ăn khách lắm anh em. Anh em nào yêu sản phẩm nào thì điện trực tiếp cho mình. Anh em sẽ nghe thử qua một đoạn nhé. Con này có khiển zin này anh em này. Đôi loa 5.8 triệu, âm ni 5.2 triệu, đầu CD kiêm giải mã 5.2 triệu. Bắt đầu mình nghe thử một đoạn anh em này. Nằm theo bướm theo hoa, gọi là con ba chỉ còn niềm. Mình đang chơi ở cái tivi này anh em này, nó đang quảng cáo này, mình tắt quảng cáo đi nhá. Mình chạy qua cái đầu giải mã này anh em này. Ba chỉ còn niềm tin sau cuối, con hãy chăm chỉ học nên người nơi miền xa ba gân bút anh em nhé. Anh em nhìn các cô bác của nó này. Bao năm xuôi ngược khắp miền hành quân ngày đêm. Anh em xem cả gương thuyền của nó này. Anh em yêu món nào thì điện cho mình nhé. Đến với kênh của mình cho mình xin một nút đăng ký kênh. Tất cả đồ đạc mình bao cho anh em là zin xịn đẹp. Nếu không như cam kết mô tả thì mình sẽ tặng anh em luôn. Anh em chỉ cần đặt cọc cho mình 1 triệu thôi, mình ship về tận nhà. Anh em được kiểm tra, thanh toán anh em nhé. Xin chào, tạm biệt, hẹn anh em ở clip sau.